Rồi, xin chào anh chị em. Phía trước mặt anh chị em đang là chiếc nồi Bastian, nồi chiên không dầu cao cấp của Hàn Quốc với công nghệ Đức hiện đại và bền nhất hiện nay. Đó. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh chị em về chiếc nồi chiên không dầu này, cái cách sử dụng của nó ra sao và bảo quản như thế nào, cũng như là các cái tính năng sử dụng của nó đang được người hâm mộ nấu ăn yêu mến ra sao cho anh chị em nhé. Thứ nhất, chúng ta có thể cảm nhận được về chiếc nồi này, đó là chiếc nồi chiên không dầu, chiên đồ ăn rất là ngon. Đấy, cái tiêu chí quan trọng đầu tiên là phải như vậy. Tiêu chí thứ hai mà chúng ta nhìn thấy ở đây là cái nồi chiên không dầu Bastian này nó rất là tốt cho sức khỏe. Vì khi mà chúng ta chiên nướng đồ ăn không cần dầu mỡ thì rất là tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp, gút, mỡ máu. Đấy, các bệnh về đường ruột, đấy, về gan nhiễm mỡ, đủ các thứ bệnh, đúng không ạ? Thì rất tốt cho những người như vậy. Thứ ba, đó là chiếc nồi đa năng. Chiếc nồi này chiếc nồi đa năng. Tại sao lại gọi là chiếc nồi đa năng? Bởi vì chiếc nồi này là chiếc nồi 7 lít. Đấy. Và bình thường với nồi khác thì nó có một lồng nướng, nhưng riêng chiếc nồi này là có hai cái lồng nướng. Đấy, một lồng là 7 lít dành cho cái lúc mà chúng ta có đông người ăn, chúng ta nướng, chúng ta chiên. Còn cái lồng thứ hai của nó, lát nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem, là cái lồng chiên 5 lít dành cho những người hoặc là những gia đình có ít người, rất là phù hợp luôn. Đấy, phục vụ rất là đa năng. Đấy, cái tính năng thứ tư của nó mà được mọi người rất là yêu mến, đó là cái thiết kế của nó rất là sang trọng và đẹp, trẻ trung, mạnh mẽ, cá tính. Đấy, cái tính năng thứ sáu, thứ năm là rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Và tính năng thứ bảy, sử dụng rất là an toàn, cực kỳ an toàn cái nồi chiên không dầu này. Và tính năng thứ 8 của nó, một cái giải pháp cực kỳ tuyệt vời được tất cả mọi người yêu mến, đó là gì ạ? Khi nướng, khi chiên đồ ăn thì bình thường trước đây khi chúng ta nướng chiên đồ ăn ấy, thì nó rất là làm cho các căn phòng nó rất là mùi, đúng không? Bị rất là nhiều mùi và ám mùi vào các cái đồ ở trong cái phòng đấy. Nhưng khi mà chúng ta dùng cái lò chiên không dầu này, cái nồi chiên không dầu này, thì chúng ta sẽ thấy là để chiên, để nướng một cái món ăn thì cái phòng nó không bị ảnh hưởng bởi mùi, đúng không? Rất là tuyệt vời như thế. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn nhà mình cái cách sử dụng cái nồi chiên không dầu này. Sau khi mà chúng ta tẩm ướp đồ ăn xong, ví dụ như là tẩm ướp cá này, tẩm ướp thịt này, tẩm ướp tôm này, tẩm ướp gà này, khoai tây này, hay là các loại bánh, thì sau khi tẩm ướp xong thì chúng ta sẽ lấy cái khay này ra. Rồi mình sẽ nhờ một bạn bên mình hỗ trợ là bóc, là lấy cái khay này ra. Đấy, vì đây là nồi mới tinh, thế nên là mình sẽ bóc ra cho chị em nhé. Hai bên mép nồi nó có cái tem nylon niêm lại, niêm phong lại để vận chuyển cho nó đỡ bị xê dịch. Sau đó là chúng ta sẽ nhấc cái lồng chiên này ra, lồng nướng này ra. Thì các bạn lưu ý là gì ạ? Các bạn lưu ý là sau khi nhấc lồng này ra thì chúng ta nhớ nhé, là khi nướng đồ ăn là chúng ta phải lót một cái lớp giấy bạc vào trong cái lòng nồi chiên, nồi nướng này. Để làm sao? Để khi mà chúng ta dọn vệ sinh cho nó sạch sẽ và tiện lợi. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cách dọn vệ sinh riêng nhé. Đấy, sau khi mà chúng ta lót lớp giấy bạc này xuống, chúng ta để đồ ăn vào trong cái lớp giấy bạc và đặt vào trong cái khay chiên này. Đó, thì chúng ta sẽ đóng nắp nó lại. Đó, và chúng ta nhớ nhé, chúng ta đóng cái nắp này thì chúng ta đóng một lực vừa đủ để làm sao cái nắp nồi chiên này với cái khay nồi chiên này nó phải khít thì điện nó mới vào. Sau đó là gì ạ? Sau đó chúng ta sẽ cắm điện. Thì khi mà cắm điện lên ấy, thì ở trên cái nồi chiên không dầu thì nó sẽ có hai cái nút. Cái nút đầu tiên này chúng ta nhìn thấy ở đây, đây là cái nút thời gian, đúng không? Và các cái món ăn thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó theo cái khung giờ mình mong muốn. Ví dụ như là chúng ta nướng thịt ba chỉ thì chúng ta sẽ nướng nó khoảng tầm 15 phút chẳng hạn, đúng không? Đấy, nướng 15 phút thì chúng ta sẽ có cái nút điều chỉnh thời gian ở đây. Đây các bạn nhìn thấy không? Ví dụ đây nút này 15 này, 15 phút này. Và đây là thường thì nướng thịt ba chỉ thì chúng ta sẽ đây là cái nút nhiệt độ nhá. Thì ví dụ như là chúng ta nướng thịt ba chỉ thường là chúng ta sẽ gì ạ? Để ở 180 độ cho đến 200 độ. Thì các bạn lưu ý là sau khi mà thời gian chạy hết và nhiệt độ thì chúng ta đã điều chỉnh rồi thì đồ ăn ở bên trong chín thì ngay lập tức là nó sẽ có một cái tiếng kêu tinh một cái. Đấy, thì lúc đó là đồ ăn chín rồi. Và các bạn lưu ý nhá, để cái nồi nó bền và nó không bị lỗi, không bị hỏng, thì trong quá trình chúng ta nướng hay chiên đồ ăn không dầu, chúng ta lưu ý là gì ạ? Ví dụ như là chúng ta lỡ đặt 15 phút
Nhưng chúng ta thấy được rằng là đồ ăn chỉ có 10 phút là chín, nó về đến 10 phút, không cần thiết phải nướng 5 phút nữa. Thì chúng ta đừng vặn cái nút này về cái gì ạ? Về cái số 0 nhá. Kệ nó, chúng ta lấy đồ ăn ra ăn uống bình thường. Còn cái này nó sẽ tự chạy, khi nào nó chạy về đến số 0 là nó sẽ tinh một cái là nó hết thời gian. Còn nếu chúng ta cố tình vặn ngược cái nắp này về số 0 mà khi nó chưa chạy hết thời gian thì nó rất là dễ bị hỏng cái hệ thống cảm ứng ở bên trong, rồi rất dễ bị hỏng cái nút mà điều chỉnh về thời gian. Đấy, hướng dẫn các bạn như vậy, về nhiều người không biết dùng, mang nồi về là làm hỏng nồi rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy, cả nhà mình lưu ý. Và sau khi đồ ăn đã chín xong thì các bạn lưu ý là chúng ta rút cái khay này ra. Đấy. Rút cái khay này ra ấy, thì khi mà rút cái khay này ra thì anh chị em lưu ý là gì ạ? Chúng ta sẽ vệ sinh nó nhé. Bây giờ rút cái khay này ra này thì chúng ta sẽ lưu ý này. Đấy. Chúng ta sẽ vệ sinh nó như thế nào? Thì ở đây nó có một cái nút nhựa này. Chúng ta đẩy cái nút nhựa này ra. Đúng không? Sau đó chúng ta bấm cái tay vào đây, chúng ta nhấc cái lồng chiên này ra. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sau đó chúng ta lau dọn rửa bình thường. Và chúng ta nhớ một điều giúp Huy là gì ạ? Khi mà lau dọn rửa bình thường như thế này ấy, thì chúng ta nhớ là cái lòng khay đựng cái đồ chiên này là chúng ta không được rửa nước nóng. Lúc nó nóng, rửa lúc nó nóng là nó bay hết cái lớp trung dính mất, bay rất nhanh. Thế nên là chúng ta phải để nguội, chúng ta vệ sinh nhé. Thì đây là cái nồi chiên Bastion này á, nó có hai cái lồng chiên. Một lồng chiên là 5 lít và một lồng chiên nữa là 7 lít. Thì bên đây là cái lồng chiên 5 lít nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cho cả nhà mình xem cái lồng chiên tiếp theo. Và nó có thêm một cái tay nữa, đúng không ạ? Một cái tay cầm nữa. Đây là cái tay cầm thứ hai này, lắp rời bên ngoài, đúng không ạ? Cái tay cầm thứ hai lắp rời bên ngoài thì chúng ta ấn vào đây. Đấy. Sau đó là chúng ta lại có một cái miếng để chúng ta đặt, đúng không ạ? Chúng ta đặt vào bên trong này. Đây, chúng ta đặt vào bên trong này. Đấy, cái lồng chiên 7 lít này là đấy, chúng ta có hai cái khay chiên nhé. Là chúng ta đặt cả con gà vào được. Sau đó chúng ta cho vào, chúng ta nướng theo quy trình như bạn đã hướng dẫn, đúng không ạ? Đó, thì cái nồi này là cái nồi nó rất là đa năng, sử dụng rất là thích. Và nó là cái cánh tay đắc lực cho tất cả các chị, các cô và các mẹ khi vào bếp. Và khi chúng ta tiếp đối tác, bạn bè, người thân, chúng ta sẽ có rất là nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Thế mình review qua một chút về cái nồi này. Cái màu sắc của nó rất là trẻ trung. Và cái nồi này nó là cái nồi cơ. Cái nồi cơ này nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là dùng rất là dễ. Và thứ hai nữa là nó rất là bền, đúng không? Nó rất là bền. Và hiện giờ nó cũng là một trong những cái siêu phẩm được người tiêu dùng đánh giá rất là cao về chất lượng. Và cái nồi này ở bên Hàn Quốc á, cái giá của nó hiện nay đang là 3.750.000. Nếu đúng là nồi xịn của nó thì là 3.750.000. Và khi chúng ta mua sale được thì giá của nó còn, tức là mua giảm giá được, săn giảm giá được, thì giá của nó còn 3.150.000. Còn thành viên nào mà mua nhiều nồi, tức là người ta có chế độ ưu tiên giảm giá đặc biệt, là cứ ai mà mua 5 cái nồi thì giá của nó giảm xuống là còn 2.950.000. Đấy là giá cuối cùng đến người tiêu dùng đấy, và giá tốt nhất. Thì hy vọng là anh chị em có nhiều cái thời gian trải nghiệm với cái nồi chiên không dầu này, dùng nó là mê đấy. Là lỡ mà nướng cái nồi chiên này rồi là không ai bỏ được đâu, còn mê hơn cả mê người yêu luôn, ngon hơn cả người yêu cũ nha anh chị em nhé. Đó, rồi chúc cả nhà có thật nhiều món ăn ngon với chiếc nồi chiên không dầu Bastion, một trong những phiên bản rất đa năng cao cấp và được mọi người rất là yêu mến. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi.